Nhà phường Long Bình Trung, cách đường Trần Phú 100m, Nguyễn Chí Thanh 200m. Mới hoàn thiện xong, gần chợ, trường học, bệnh viện, đầy đủ tiện ích. Mời quý cô chú anh chị tham khảo. Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Thì tiếp tục chương mục Nhà Đẹp Tây Ninh, thì hôm nay em Hậu đang có mặt ở đây là phường Long Bình Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Và từ vị trí này, chúng ta sẽ đi theo hướng này để đi ra đường Trần Phú. Là mắt của quý anh chị mình có 100m rồi quý anh chị, cách có một cái ngã tư ha. Mình quay qua hướng này là mình sẽ đi ra đường Nguyễn Chí Thanh. Thì từ đây ra Nguyễn Chí Thanh khoảng 200m. Ở đây chúng ta sẽ có hẳn hai cái ngã tư, hẻm 61 Nguyễn Chí Thanh đó, còn Trần Phú là 77. Kế bên đây thì vẫn còn mấy lô đất, quý anh chị nào mình mua nhà có thể mua thêm đất luôn vẫn được. Và một cái căn nhà bé bé xinh xinh, mặt tiền đường nhựa, thuộc cái khu vực phường Long Bình Trung. Từ đây chúng ta đi về chợ Long Hoa, quý anh chị mình mất chỉ có 1,5 cây số. Đi về chùa Tòa Thánh á, là 2-3 cây đó. Về trung tâm thành phố Tây Ninh ngay Vincom luôn, mất của quý anh chị có 5 cây thôi. Quá thuận tiện, quá gần. Quý anh chị nào mình đang tìm một cái căn nhà để mà mình định cư, an cư, lạc nghiệp đó, có một cái tổ ấm khi mỗi buổi chiều chúng ta đi làm về, thì sẽ có một cái chỗ nghỉ ngơi, khu dân cư nè, thuận tiện đường xá đi lại thoải mái. Mà ở đây á, là thuộc thị xã Hòa Thành đó quý anh chị, gần thành phố Tây Ninh. Mình đi làm rồi á, ở ngoài trung tâm thành phố Tây Ninh thì quý anh chị mình về đây vẫn thuận tiện. Nhà thì có mái hiên đưa ra ngoài rồi, cột á thì xây đất, cổng rào rộng rãi 4 cánh mở ra, quý anh chị mình có thể là cho ô tô 4 chỗ 7 chỗ đậu sân vô tư luôn. Nền á thì cũng đã có lót gạch sạch sẽ nè đó. Sân á là ngang 5, dài chiều sâu ở ngoài á là 6m đó. Quý anh chị nào mà có ô tô 7 chỗ là mình đậu cũng vô tư luôn. Hàng rào đồ á mình đã xây hết trơn rồi nè, ở trên đây là làm sắt, ở dưới đó mình xây gạch. Khu vực này thì bà con mình hiện tại là đang sử dụng giếng khoan đó. Và cửa nè 4 cánh, kính cường lực bự chà bá luôn. Nhà cao cửa rộng, cái cửa cũng cao luôn quý anh chị, có trang bị màn cửa cho chúng ta, bậc tam cấp. Và kể cả cái nền ở ngoài thì nó đã cao hơn cái mặt đường rất là nhiều rồi. Và ở đây theo em Hậu xin chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình, thì cái đường này có lộ giới tới 20m và chính xác là 20m rưỡi, 21m đó quý anh chị, gần 21m. Thì hiện tại á thì chúng ta ở đây có một cái đường nhựa 10m thôi, nhưng mà sau này thì sẽ lấy thêm mỗi bên là khoảng 5m 25 nữa đó. Ở đây thì đây là quy hoạch thôi, thì một tí xíu nữa em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị mình cái cuốn sổ đất của cái bất động sản này để quý anh chị mình có thể nhìn thấy rõ hơn. Và cái quy hoạch này cũng được mới gần đây thôi, chứ lúc trước giờ thì các con đường của hẻm Trần Phú và hẻm Nguyễn Chí Thanh á đều là đường 10 hết. Nhưng mà sau khi đường Nguyễn Chí Thanh và đường Trần Phú hoàn thiện và đường Nguyễn Chí Thanh cũng sắp hoàn thiện đây nè, thì chúng ta có một cái quy hoạch mới. Thì những cái đầu cắt lương của mấy con đường này thì sẽ được quy hoạch thành khoảng con đường 20m rưỡi hết. Đây khu vực phòng khách rộng rãi, ngang 5, dài 4m rưỡi, có cửa sổ rộng, màn cửa đầy đủ, trần thạch cao, led âm trần, dán gạch cho quý chị mình 1m6 hết. Thì về cái đường luồng này nè, chúng ta có một cái lối đi lợi ở đằng sau 1m2, nhà thì có 2 phòng ngủ đó. Trần là được sử dụng là trần thạch cao, trần thả cho quý anh chị mình hết nè đó. Phòng sáng sủa, mát mẻ, gạch thì dán là sạch sẽ, đi cái tông màu này thì rất là sáng ha. Cửa đây là cửa nhôm giả gỗ nha quý anh chị đó. Thì để mà không mất nhiều thời gian của quý anh chị á, thì em Hậu á sẽ nói chi tiết để cho quý cô chú anh chị mình dễ hình dung hơn về toàn cảnh của cái căn nhà, để quý anh chị mình khi mà mình đến xem nhà mình sẽ không có bị bỡ ngỡ. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, đỡ mất thời gian của quý anh chị mình hơn. Thì đây là cái khu vực phòng bếp nè, mặt bếp thì dán gạch, có tủ nhôm tủ dưới đó. Lavabo có lavabo đầy đủ, nước rất là mạnh nha quý anh chị đó. Khu vực sân sau thì chúng ta sẽ có một cái nhà tắm và nhà vệ sinh chung ở đây. Thì tại vì nhà của chúng ta thì chỉ có 2 phòng ngủ thôi, thì một cái này là cũng sinh hoạt cũng rất tuyệt vời rồi. Bù lại thì nó rất là rộng đó. Ở đây nhà mình mà thí dụ như hai vợ chồng mình tắm chung luôn là nó cũng thoải mái đó quý anh chị đó.
nguyên một cái sân nắng để mình phơi đồ rộng rãi ở đây. Khu vực bếp này quý anh chị mình thấy là nguyên một cái bếp rộng và có cửa sổ đó, rất là nhiều tiện ích cho quý anh chị mình. Nó nằm ở ngay trung tâm này luôn, chợ Long Hoa là cũng gần nè, trường học, bệnh viện, ủy ban nhân dân, chùa Tòa Thánh, đó, quá chừng tiện ích luôn. Từ bến xe An Sương mà mình đi đến đây á, quý anh chị mình mất có 80 cây số là mình đi tới đây rồi. Đó. Thì quý cô chú anh chị mình có thể thấy được cái tổng quan cái căn nhà rồi. Rồi bây giờ mình tới là sổ ha quý anh chị, mình coi sổ. Quan trọng là pháp lý phải rõ ràng. Đó. Thì nhà là mình xem rồi, bây giờ mình coi tới cái sổ. Coi coi hợp tình hợp lý, coi có phù hợp với quý anh chị hay không. Khu vực này quý anh chị thấy nó như thế nào? Đó, mình coi cái trích lục cái sổ đất trước. Thì ở đây hiện tại á, là còn một cái sổ chung. Đó. Một cái sổ 10 mét tại đây hai căn nè. Ngày hôm qua anh chủ kêu quay mà em Hậu chưa kịp quay nữa là anh chủ bán mất tiêu hết căn bên đây rồi quý anh chị. Đó. Bên đây bán mất tiêu rồi, còn có một căn này thôi. Thì ở đây nè quý anh chị nào mình về ân bụng nữa mình vô mình tiến hành, anh chủ sẽ hỗ trợ mình công chứng luôn, ra sổ tên mình luôn. Và hiện tại thì có sổ sẵn đây. Thửa đất á, là 1048 tờ bản đồ số 10, khu phố Long Thành, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Diện tích của tổng thửa đất là 215,6 m² và đất ở đô thị là 100 m ha. Đất trồng cây lâu năm là 115,6. Chúng ta sẽ có một cái đường phía trước là đường số 77 Trần Phú, nhựa 10 m. Đó, mỗi bên thấy quý vị mình thấy là lộ giới quy hoạch nè, mỗi bên lấy thêm 5m25 nữa ha. Đất của chúng ta nè, ở đằng trước là 9,59. Bên hông có cái hẻm 4m, ở sau 10m. Nhưng mà cái căn á, mà có cái hẻm 4m này á, là anh chủ anh bán rồi. Mình còn những cái căn bên đây là 5m vuông nhất nha. Nhà thì quay về hướng Bắc. Thì nhà mình đã xem rồi, sổ mình cũng đã xem rồi. Thì bây giờ cái giá, pháp lý và sản phẩm là ok. Còn cái vị trí thì mình coi, mình biết cái giá trước đi, rồi mình coi vị trí nha quý anh chị. 1.400.000.000 cho toàn bộ nhà và đất. Mặt tiền đường nhựa, cách Trần Phú 100m, cách Nguyễn Chí Thanh 200m. Đường này là 77 Trần Phú, Nguyễn Chí Thanh là 61. Một cái con đường nằm giữa luôn, đi hướng nào cũng thuận tiện. Chợ Long Hoa gần, chùa Tòa Thánh gần, bệnh viện gần, ra trung tâm thành phố Tây Ninh cũng gần. Giá 1.4 tỷ. Quý anh chị yêu thích thì nhấc máy gọi cho kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Số điện thoại là 0839 666 736, để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị mình. Và kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh thì chuyên mua bán, ký gửi, nhận quay video bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Quý anh chị nào đang có nhu cầu muốn tìm mua, ký gửi, muốn quay video quảng cáo về bất động sản thì có thể liên hệ đến kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh ha. Số điện thoại là 0839 666 736, để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị mình đi mua bất động sản và xem và các dịch vụ khác. Mình có thể nhìn ngắm được cái bên hông của cái căn nhà của chúng ta nè quý anh chị, về chất liệu xây dựng và chất lượng ha. Và bây giờ 1.400.000.000, thì bây giờ vị trí nó nằm như thế nào thì mình sẽ xem tổng quan coi cái khu vực này nó như thế nào, có phù hợp cho quý cô chú anh chị mình hay không nha. Xin mời. Và mời quý cô chú anh chị mình có thể xem tổng quan cái vị trí xung quanh bất động sản của chúng ta. Một bất động sản thông thoáng và hướng, một hướng là chúng ta sẽ đi ra quốc lộ 22 và một hướng là sẽ đi về cửa số 7 chùa Tòa Thánh. Thì hướng này là sẽ ra quốc lộ 22B nha quý anh chị. Đó, lưu lượng xe cộ và những con đường rất là đẹp. Mình về đây mình xây một cái nhà bé bé xinh xinh. Đó, quý anh chị mình có thể kinh doanh được rất rất là nhiều thứ ha. Đó, khu vực đây quý anh chị mình thấy còn có cái bất động sản của chúng ta là trống thôi. Đó, nhà thì san sát nhau hết rồi. Thì theo hướng này là chúng ta sẽ đi về chùa Tòa Thánh, về ngã tư Long Thành Bắc, ngã tư của đường Trần Phú và đường Nguyễn Văn Linh. Đó, quý anh chị mình có thể, nếu mà mình đi thẳng cái con đường này là mình sẽ đi qua xuyên qua cái khu chùa Tòa Thánh và đi đến đường Điện Biên Phủ để quý anh chị mình đi về khu du lịch Núi Bà ha. Còn mình quẹo phải thì quẹo trái á, thì chúng ta sẽ đi về trung tâm thành phố Tây Ninh. Đó là ngay trung tâm hành chính của tỉnh luôn nha quý anh chị. Đó, còn
trước đó thì chúng ta quẹo phải theo quẹo trái á, thì chúng ta cũng sẽ đi về chợ Long Hoa, thì là một cái chợ đầu mối lớn nhất của tỉnh Tây Ninh và hoạt động suốt 24/24. Thì bà con mình về đây á, mình lấy hàng hóa mua bán thì cũng rất là nhiều và cũng rất là thuận tiện cho quý cô chú anh chị mình. Đối với những quý cô chú anh chị mình ở xa mà mình muốn tìm một cái bất động sản để mà mình định cư, an cư lạc nghiệp tại thị trường tỉnh Tây Ninh này nha quý anh chị. Quý cô chú anh chị và các bạn đang xem đây là kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Hòa Thành. Và khu vực này đã được phủ hồng hết rồi quý anh chị. Bất động sản của chúng ta nằm giữa đường Nguyễn Chí Thanh và đường Trần Phú ha. Và khu vực này quý anh chị mình thấy nè, dân cư rất là nhiều và đất ở đây đó tất cả đều đã được phủ hồng hết rồi. Hướng này là chúng ta sẽ đi về chợ Long Hoa nè, đó, trung tâm thương mại Long Hoa, và đi về chùa Tòa Thánh. Đó là cái đường Trần Phú á, là chúng ta đi một đoạn nữa là tới ngay chỗ ngay ngã tư Long Bắc. Từ cái vị trí căn nhà, bây giờ em Hậu sẽ đi ra cái đường Trần Phú phía ngoài để cho quý cô chú anh chị mình dễ hình dung hơn về cái vị trí cũng như là cái đường xá ở đây về bất động sản của chúng ta. Đầu đường đây là cái con đường số 77 Trần Phú, và ở đây sẽ có một cái bảng mà số đường đó quý chị. Đó, ở đây số 77 đường Trần Phú. Thì theo hướng này, quý cô chú anh chị mình sẽ đi về quốc lộ 22B để về thành phố Hồ Chí Minh. Đó, còn cái hướng này á, thì chúng ta sẽ đi về chùa Tòa Thánh nè. Mình đi lên chợ Long Hoa cũng như ra đường Cách Mạng tháng 8 để quý anh chị mình đi về khu du lịch Núi Bà, rồi về trung tâm thành phố Tây Ninh. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.